rất hồi hộp, từ vì sợ hát dở, sợ đoán không ra, sợ bị phạt, sợ không có tiền mang về. Không có tiền mang về. Chị cảm thấy thế nào khi vẫn đoán đúng được giữa một rừng lừa lọc? Cảm thấy rất là vui khi mà mình kiên định được cái ý kiến của mình. Yến trước khi tham chương trình thì có xem trước tập trước thì thấy là rất là khó đoán thật sự, và mình cảm thấy là trước rồi không biết là hôm nay không biết mình có đoán được không, và trước mà thấy mọi người nói là rất là nhiều người không đoán được, thôi thì tâm lý rất là thoải mái. Thì khi mà giọng ca Bí Ẩn cất lên thì trời ơi, Yến thấy cảm thấy sung sướng rất là, từ những cái câu đầu tiên đến đã nhận ra rồi, nhưng Yến nghe thêm một đoạn nữa thì càng nhận ra hơn, vì cái cách hát không thể chạy cái đâu được cả với một người em chơi bạn bè của mình Dương Yến, chính là Đạt Duy. Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm sao vẫn mãi đêm sao để mình ta với con tim cô càng xa. Nếu không phải là Đạt, giờ mình cá cược không? Cá vậy anh? Nếu đây là Đạt, như em nói là chắc chắn, em muốn gì anh cũng chiều em luôn. Nếu không thì sao ạ? Em hiện tại đang ở đâu, thành phố Hồ Chí Minh? Ở đây em vẫn đang ở khách sạn ạ. Anh có một căn nhà để không? Anh Giang dọn đường cho em 5 tiếng. Nếu như đây chính xác là Đạt Duy, anh cho em ở miễn phí từ đây tới cuối đời luôn. Nhà anh là đầy đủ tiện nghi, full option. Ở đâu anh, quận mấy anh? Quận 7. Quận 7 luôn, rất sắc. Chị thấy thế nào khi anh Giang đặt kèo cực lớn như vậy chỉ để chị thay đổi đáp án? Lúc đó thật sự rất hoang mang nha, khi mà mọi người bảo là đó là một đàn anh hơn tuổi là thấy hoang mang rồi, vì mình nghĩ là Đạt Duy là kém tuổi mình đó, rồi cũng trời ơi nói rất nhiều những cái thông tin rồi anh Trường Giang cho màn cá cược nữa, thì mình lại càng cảm giác là cái ý chí của mình nó nhụt đi một chút. Thôi đi. Sau đấy là thôi, vẫn quyết định là Đạt Duy. Hai thiện đi. Là trước khi đến quay game hai người tin nhau rồi đúng không? Không hề. Tại sao mà đoán hay như vậy? Quá đoán một cái là trúng phốc. Em nghe giọng em nhận ra. Bởi vì là em với Đạt là chơi chung mà. Với lại em nằm gần đây mới chơi với nhau. Đúng rồi. Mà nhậu đây... chung chưa? Hả? Nhậu chung chưa? Nhậu chung ngồi. Nhậu nhiều rồi phải không? Không, nhậu ngồi được 2 lần. Ngồi hả? Ngồi 2 lần. Ở ngoài Hà Nội. Sắp tới lượt chị hát rồi, chị thấy sao? Chị cảm thấy rất là hồi hộp. Bây giờ là ở dưới này nè, sau khi là mình hại người ta không được rồi đó, thì chị sẽ cảm giác chưa? Hai người chị thật không quen nói dối, xong rồi chị cứ phải nói dối. Nhưng mà em hiểu nhận là chị cũng thật lắm luôn ý. Lúc đó là em nhìn cũng bị hoang mang rồi. Chị thấy em không, kiểu lâu lâu em chỉ có một cái vài nét chị kiểu đá mắt. Ủa là chị? Là ý là đúng là Đạt Duy rồi đó, đúng rồi đó. Nhưng mà tự nhiên bạn không nhìn thấy chị thôi. Không nhìn được, em ngồi kế chị em không thấy gì đó. Lấy lòng đó. Chứ ở trên này ngồi dưới này là đúng không? Hại muốn chết luôn á. Phải giống như là phải dằn lòng lắm luôn á. Phải kiểu như mình đang vô một cái vai diễn, không phải là mình đó, chứ không? Thường không có dối gì. Thường nó dối gì. Giả chân chứ rồi bây giờ em cũng phải như thế, chị em không giữ được đâu á, nhìn không được đâu, em đừng có diễn như vậy, em nói thiệt cho chị luôn rồi. Chị nhìn em để nói nhá, lát nữa nhìn em để nói nhá, sẽ biết thôi. Yến nhá, trong lòng chị em là một thiên thần đó Yến. Không chị ơi, em biết chị nói miệng thôi, nhưng đầu chị đang nghĩ em là một ác quỷ. Trời hồi hộp quá, chị thực sự rất hồi hộp, tự vì sợ hát dở, sợ đoán không ra, sợ bị phạt, sợ không có tiền được mang về. Không có tiền mang về. Hồi nãy mình đâu chưa thấy mà mình cũng bị phạt mà chị. Cái phạt đó cũng như là nhẹ ngon. Phạt cũng ngọt ngào, cũng ngon ngon. Chương trình quay thì thấy cũng như là đập bóng bóng bằng chân chẳng hạn. Nó sẽ nặng đô hơn từng lần. Nên càng về sau thì mình sẽ càng phải chuẩn bị tâm lý. Không, chị chơi, thực ra chị đến đây với một cái tâm lý là chị xuất hiện. Em nghĩ nó có một cái... Thực ra chị rất là yêu thích chương trình. Chứ thật ra chị nghĩ chị không có kháng nổi đâu. Giờ sao anh? Giờ em hỏi hả? Anh ơi! Anh nghe đi. Cuốn ngủ chưa anh? Cuốn là ai? Tưởng chồng. Ai tưởng chồng em hả? Tưởng chồng mình. Chồng em hả? Em tưởng... Ủa khoan cái này á? Đi ơi! Chương trình không cho anh nói nhiều. Anh hành động, em tự hiểu nha. Cảm giác của anh giờ thế nào?
À, cảm giác đang rất là háo hức, hồi hộp, mong chờ. Không biết người bên kia bức tường là ai. Tại vì hôm qua Phát có, trước khi quay hình, Phát sẽ có gọi cho biên tập biên tập của chương trình, hỏi là ồ em ơi, sao mà chia cái câu anh hát nhiều quá vậy, anh là diễn viên chứ phải ca sĩ đâu mà cho anh hát nhiều quá vậy. Không biết người bên kia là diễn viên hay là ca sĩ, nếu ca sĩ thì cho họ hát nhiều hơn anh đi. Cái biên tập nói dạ anh ơi, em không có tiết lộ được nhưng nhân vật bí ẩn này sẽ mang lại bất ngờ rất là lớn cho anh. Rồi tự nhiên mình cảm thấy có thêm một cái cảm xúc, đó là ai mà sao mà biên tập làm mình tò mò quá vậy ta. Tại vì Phát thấy cái phần chia lời nó thiên về Phát nhiều quá, mà Phát không phải ca sĩ mà Phát hát nhiều như vậy thì chắc là người bên kia hát cũng từ cỡ Phát trở xuống thôi chứ không phải chuyên nghiệp như ca sĩ, cho nên là Phát nghĩ là chắc là diễn viên. Còn có thân hay không, có làm việc với nhau nhiều hay không, và nhân vật nó như thế nào thì đó cũng là một câu hỏi của Phát. Và ngày hôm nay thì Phát rất là háo hức để giải đáp cái câu hỏi đó. Nếu là diễn viên thì Phát nghĩ là cơ hội mà Phát nhận ra sẽ rất là cao. Tại vì diễn viên thì anh chị em làm việc với nhau, tương tác với nhau nhiều, cho nên là khi mà hát cất giọng lên từng cái nhịp như thế nào thì Phát có thể nhận ra được. Còn nếu là ca sĩ thì anh chị diễn viên với ca sĩ thì cũng ít được có cơ hội làm việc với nhau, cho nên là sẽ khó để nhận ra. Hy vọng là hôm nay sẽ là một anh, một người chị, một người bạn diễn viên nào đó đồng hành với mình nhiều trong công việc. Phát sẽ nhận ra. Có khi nào anh Đình Toàn không ta? Con người nhá nhá kêu là... Tại vì hồi nãy em vừa quay chương trình với anh Đình Toàn xong, ảnh cũng chạy về trước em, nói tham gia một chương trình nào đó. Vậy mà là cái kiểu phong cách, cái style này là kiểu ngày xưa của anh Đình Toàn đó. Nó sặc sỡ, nó chiếu chiếu này nọ. Đình Toàn thua xa tôi. Anh nghĩ người bí ẩn đó là ai? Có thể là những thần đồng âm nhạc của làng giải trí như là Buka nè, Khả Như rồi nè, hoặc thậm chí là Quỳnh Lập, các anh chị em chơi chung với nhau thì những người hát rất là hay, đặc biệt là Buka. Mấy người bạn đang quay bên kia không ạ? Đánh sai đó, thấy mình đánh sai rồi hả? Ok, biết đâu, hy vọng là người quen thôi chứ giờ không biết ai là ai hết. Và đặc biệt là game này thì tất cả người chơi với nhau là đừng bao giờ tin ai bất kỳ điều gì, hãy tin mình thôi. Mới vô biên tập nói nhỏ vậy đó, trời ơi, mình có cảm giác như game này phải sát phạt dữ lắm, đối kháng dữ lắm, càng tăng cái tính hồi hộp và hấp dẫn của game hơn. Trời ơi, thế giới lừa lọc luôn à. Cuộc sống chưa đủ khắc nghiệt sao mà mọi người. Còn cái vụ hình phạt nữa hả? Chết rồi, nghe nói là có ăn chanh, ăn mắm tôm gì trên sân khấu nữa. Nghe quải quá, thôi kệ. Nhưng mà vui. Hy vọng là tất cả quý vị khán giả sẽ đón xem và ủng hộ chương trình Lạ Lắm Anh nha.